Để mua được một sản phẩm chính hãng và giá phù hợp là điều không dễ dàng. Vì dù bạn có mua với giá cao và tin rằng giá cao là sản phẩm chính hãng thì cũng không đúng, vì shop mình đã gặp nhiều khách hàng dù mua giá cao nhưng vẫn mua phải hàng giả. Cảm giác vừa mất nhiều tiền oan lại vừa bị lừa phải sản phẩm hàng nhái rất là đau đớn, chưa kể là sử dụng phải kem giả khiến cho bạn gặp phải nguy cơ tổn thương da vĩnh viễn, không thể chữa khỏi nữa. Khi nói về sắc đẹp, chăm sóc da là một hành trình không chỉ đơn giản mà còn là cách thể hiện tình yêu và quan tâm đặc biệt cho bản thân mình. Shop mình hiểu rằng giá cả quan trọng, nhưng sắc đẹp thực sự mới là điều quan trọng nhất của chị em mình. Chính vì vậy, khi chọn sản phẩm làm đẹp, hãy tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, phù hợp với làn da và túi tiền của bạn. Hãy nhớ rằng đừng để bản thân bị quảng cáo làm cho mê hoặc. Ngoài ra, đừng quên kết hợp việc sử dụng sản phẩm với việc nghỉ ngơi đủ, thư giãn và ăn uống cân đối. Chỉ khi bạn chăm sóc đúng cách từ bên trong ra ngoài, làn da của bạn mới thực sự tỏa sáng và rạng rỡ. Việc lựa chọn mặt nạ nhau thai cừu chính hãng là một quyết định thông minh và đáng tin cậy. Khi mua sản phẩm, đừng chỉ nhìn vào giá cả mà hãy xem xét cả chất lượng và an toàn. Hàng chính hãng thường mang lại sự yên tâm và tự tin hơn về nguồn gốc và thành phần của sản phẩm. Tuy nhiên, giá cả có thể biến động tùy theo cửa hàng bán và các yếu tố khác nữa. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong giá cả giữa các cửa hàng. Hơn nữa, việc mua hàng không chính hãng có thể mang lại nguy cơ mua phải hàng giả, không đảm bảo về chất lượng và an toàn mà còn bị mất một đống tiền nữa. Vì thế chị em hãy tin tưởng vào quyết định của mình và chọn lựa mặt nạ nhau thai cừu chính hãng để làn da của bạn được chăm sóc tốt nhất. Hiện nay, trên thị trường giá cả của mặt nạ nhau thai cừu chính hãng thường dao động từ 3 đến 10 000 đồng cho mỗi gói. Tuy nhiên, nếu bạn mua theo hộp lớn với 50 gói, giá trung bình mỗi gói sẽ giảm đi đáng kể, làm cho việc mua sắm trở nên hợp lý hơn. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng và an toàn của sản phẩm. Khi đứng trước quyết định sử dụng giữa mặt nạ nhau thai cừu từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, điều quan trọng nhất là phải xem xét nhu cầu và mong muốn của bản thân mình. Mặt nạ nhau thai cừu từ Hàn Quốc thường nổi tiếng với các công nghệ tiên tiến, còn trong khi mặt nạ từ Nhật Bản thường tập trung vào thành phần tự nhiên và cơ địa da. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm chính hãng và phù hợp với làn da của mình. Hãy tham khảo ý kiến từ những người đã sử dụng sản phẩm trước đó để hiểu rõ hơn về hiệu quả và tính phù hợp của sản phẩm. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo rằng làn da của bạn được chăm sóc tốt nhất. Hãy nhớ rằng quan trọng nhất là mua sản phẩm từ nguồn tin cậy và chính hãng. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro từ việc mua hàng giả mạo hoặc không đảm bảo chất lượng. Hãy tự tin vào quyết định của mình và chọn lựa sản phẩm tốt nhất cho làn da của bạn. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.